Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Dibro Việt Nam. Mazda là một loại dòng xe phổ biến và được nhiều người Việt Nam tin dùng. Mazda được trang bị công nghệ SkyActiv hiện đại. Hãy cùng Dibro tìm hiểu xem công nghệ SkyActiv là gì, chúng có gì nổi bật hơn so với những loại công nghệ khác. Vào năm 2011, Mazda bất ngờ cho ra đời công nghệ SkyActiv. Trong bối cảnh các hãng ô tô đang chạy đua với nhau để cho ra đời những loại công nghệ mới, hiện đại, thì Mazda lại chọn lối đi riêng là bám vào những thứ căn bản nhất. Sự ra đời của công nghệ SkyActiv đã lại bỏ đi định kiến rằng những quy ước cũ không thể hoàn thiện hơn. Công nghệ SkyActiv của Mazda đã đạt được những phần thưởng xứng đáng, như một lời khích lệ để Mazda có thể tiếp tục phát triển, trong đó có giải thưởng công nghệ của năm 2012. Vậy, đặc điểm của công nghệ SkyActiv là gì? Với kim phun nhiên liệu được thiết kế với nhiều lỗ phun, công nghệ SkyActiv giúp tối ưu hóa khả năng phun nhiên liệu, đồng thời nó giúp nhiên liệu được tới xương và kết hợp với nhau thành một hỗn hợp đồng nhất, giúp nhiệt độ khi cháy giảm đi và khả năng đốt cháy tốt hơn. Ống xả được áp dụng bởi công nghệ SkyActiv này hoàn toàn khác biệt. Hệ thống các đường ống xe có tiết diện lớn hơn nhằm tăng khả năng tiếp xúc, đồng thời giảm áp suất. Hệ thống ống xả này cũng dài hơn nhằm giảm áp lực, làm khí xả tạo ra tác dụng lên động cơ trong quá trình hoạt động và giảm nhiệt độ khí thải ra bên ngoài môi trường. Với hệ thống khí thải là 421, bố trí các cổ góp thải một cách phù hợp để giảm lượng khí thải nồng tồn ở bên trong xi lanh. Kim phin của động cơ được gắn trực tiếp vào bộ phận búng đốt và piston, có phần khoang cháy hết sức đặc biệt, giúp đẩy nhanh và cải thiện hơn quá trình đốt nhiên liệu của xe. Công nghệ SkyActiv giúp giảm nhẹ khối lượng nhờ tối đa hóa các vật liệu, tối ưu hóa vật liệu. Tuổi thọ của động cơ được tăng cao hơn nhờ sự giảm ma sát trong các chi tiết máy, giúp nâng động cơ và giảm tiêu hao nhiên liệu. Công nghệ SkyActiv của Mazda cụ thể nó được áp dụng cho thân, vỏ, động cơ, hộp số và cả khung gầm xe ô tô nữa. Dưới đây là một số giải pháp mà động cơ SkyActiv cung cấp hỗ trợ cho xe của bạn. Thứ nhất, SkyActiv G dành cho động cơ xăng. SkyActiv G tự hào có tỷ lệ nén kỷ lục 14:1, một con số chưa từng có đối với động cơ xăng sản xuất hàng loạt, phản ánh sự theo đuổi của chúng tôi về sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu quả nhiên liệu vượt trội và sự thoải mái khi lái xe. Động cơ mới này được cải thiện hiệu suất nhiên liệu và hiệu suất mô men xoắn khoảng 15% so với các động cơ tương tự hiện có. Với hiệu suất mô men xoắn được tăng cường ở tốc độ thấp và trung bình, cụ thể động cơ phun xăng trực tiếp hiệu suất cao thế hệ mới này phục vụ tốt hơn nhu cầu lái xe trong thế giới thực. SkyActiv D dành cho động cơ diesel. Một động cơ diesel mang tính cách mạng, SkyActiv D mang lại hiệu quả nhiên liệu lớn mà không phải hy sinh khí thải sạch. Với tỷ lệ nén hàng đầu thế giới là 14:1, SkyActiv D cung cấp cải thiện tiết kiệm nhiên liệu 20% so với động cơ diesel thông thường và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải ở các nước trên thế giới. Được lắp đặt với bộ sạc triple hiệu quả, SkyActiv G cũng đảm bảo phản hồi mượt mà, trực tiếp cũng như khả năng tăng tốc tuyệt vời. SkyActiv MT dành cho hệ thống truyền lực. SkyActiv MT là hệ thống truyền tay nhẹ và nhỏ gọn, kết hợp khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội với cảm giác chuyển số rõ nét của một chiếc xe thể thao, đảm bảo kiểm soát hoàn hảo. Suy nghĩ lại triệt để của chúng tôi về từng thành phần đã dẫn tới việc giảm trọng lượng lên tới 16% và giảm kích thước đáng kể. Đỉnh điểm là việc tạo ra đường truyền SkyActiv MT. SkyActiv Body dành cho thân vỏ. Một chiếc xe hơi vượt trội trong các chức năng cơ bản của nó, tăng tốc, rẽ và dừng, nó phải có thân hình săn chắc, nhưng cũng phải chắc chắn để đảm bảo an toàn. SkyActiv Body vượt qua 2 bài kiểm tra đó với mức giảm 8% trọng lượng và cải thiện độ cứng 30% do kết quả của việc trang điểm toàn bộ khung. Vì khung của nó được cấu trúc để phân tán các cú sốc va chạm, SkyActiv Body đảm bảo hiệu suất an toàn va chạm vượt trội. SkyActiv Chassis dành cho khung gầm xe. Niềm vui nảy sinh từ một cảm giác đồng nhất với chiếc xe. Chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm lái xe tối cao như vậy nếu chúng tôi điều chỉnh hoàn hảo sự đánh đổi giữa một số nhu cầu xung đột, nhanh nhẹn ở tốc độ thấp và trung bình và ổn định trong phạm vi tốc độ cao, một cơ thể nhẹ và cứng nhắc, hồi hộp và thoải mái. Để đạt được sự cân bằng phù hợp, chúng tôi đã thiết kế lại hoàn toàn hệ thống treo trước và sau. Hơn nữa, đối với SkyActiv Chassis, chúng tôi đã áp dụng tính năng mới như thành viên chéo nhẹ, rất cứng và hệ thống lái trợ lực điện tạo điều kiện xử lý nhanh chóng. SkyActiv Dynamic dành cho hệ động lực xe. SkyActiv Dynamic là bước đột phá công nghệ mới nhất của Mazda từ sự theo đuổi không ngừng của hãng Jinjin Itetan. Công nghệ mới nhất gia nhập gia đình công nghệ SkyActiv cung cấp khả năng kiểm soát tích hợp các thành phần riêng lẻ như động cơ, hộp số, thân xe và khung gầm để đạt được tối ưu hóa toàn bộ hiệu suất lái xe. Công nghệ kiểm soát động lực học xe thế hệ mới, Mazda đã chuyển sang một giai đoạn mới của sự phát triển lái xe, nằm ở trung tâm của giá trị thương hiệu Mazda. Cuối cùng là SkyActiv X, công nghệ đánh lửa không cần buji. Bằng việc kết hợp cơ chế hoạt động của động cơ xăng và dầu trong cùng một động cơ, hãng xe Nhật cho biết hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu tăng và ngược lại, tỷ lệ phát thải giảm 30% so với những động cơ xăng thông thường. Thông số hãng đo được trên động cơ SkyActiv X dung tích 2 lít, 4 xi lanh là 177 mã lực về công suất và 224 N giá trị mô men xoắn. Con số hiện nay của bản 2 lít lắp trên Mazda 3 là 153 mã lực và 200 Nm.
Cùng ngày, Scientific đã khởi đầu một cuộc cách mạng với ý nghĩa đưa chiếc xe của Mazda lên một tầm cao mới về công nghệ. Công nghệ này đang dần chiếm lĩnh thị trường ô tô. Mong rằng video trên sẽ hữu ích và thú vị đối với bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.